Mày đâu rồi? Đâu rồi? Hả? Đâu? Dở dở lại trước hả? Ở đây anh đựng con nè. Nè. Gắn hả? Gắn gì vậy? Con heo hả? Ghê vậy? Nè, chú đựng con cái giày mà nó ngủm rồi, hôm nay sao cái giày không à? Ồ, bên này nước lớn dữ ta. Khai vô rồi khai. Có cái gì khai? Không biết nữa, thấy trong cái lợn. Trời ơi Kha ơi. Vô vô Kha. Dữ lắm rồi Kha ơi. Ôi trời. Ôi trời quá giặt. Có không? Đâu bỏ đâu rồi. Bố không à? Rồi gì bỏ nhà ơi. Thôi lấy bốn cái kia trước đi. Nhỏ à. Trời ơi trẻ vừa khô đá rồi bỏ nhà luôn trời. Có chuối. Chuối à. Chuối thì cũng được. Chào ngày mới của chú anh chị. Chúc mừng năm mới nha. Thì hôm nay thằng em Vũ từ Sài Gòn về thì đi săn những cái đồ đồng. Hôm nay vừa thăm lờ cá mà mình cũng vừa thăm chùa Cấm Nhâm luôn. Với lại đem theo mới gặp để mình dặm vô. Chứ mấy ngày này thì thịt cá thì nói chung là ai cũng ngán hết rồi. Chỉ đi săn đồ đồng để kiếm những con vặt ở ngoài đồng về ăn thôi. Đỡ ngán thôi. Thì Vũ sẽ mời cô chú anh chị mình đồng hành cùng hai anh em Vũ nha. Lờ đem theo. Coi. Nhiều gì dính tà le luôn kìa. Ừ. Cú mèo. Dính lâu lắm rồi. Mấy ngày trước anh qua đây coi thấy. Cú mèo nè. Cú gan. Cú mèo nữa nè. Còn nó còn mới kìa. Con này con cò. Con cò. Ủa phải con cò không ta? Ê con này con gì cái mỏ bự vậy? Con chạy chạy. Hả? Cắp cá. Chạy bối á. Đứng ở đây vô đây dắt chết dữ lắm à. Nào có cá hú vô. Chạy chạy hả? Chà cái lời này cho mắc cạn rồi. Ây da. Khó đi lắm. Đi không được luôn. Rồi cái lời đâu rồi? Ủa? Trời ơi. Ơi Tết nhất mà ai chơi kỳ trời. Ai đặt cái lò đây tính nhất ai lấy mất tiêu. Mới mở hàng cái đầu tiên à. Ôi trời. Ở mấy ông bắt ông không? Đâu? Rồi. Bán phấn nè. Rồi mới bắt hôm qua luôn. Mới hôm qua nè, còn mấy cá luôn. Thôi đi. Mắc luôn. Mắc rồi. Hay trời. Ngay đường đi đúng không? Mới nghe. Cái đầu tiên là thấy quất rồi đó. Đang con nè. Con này chạy chạy rồi. Xanh chanh màu đẹp. Đổi tay nha cô chú anh chị ơi. Xui quá. Đầu năm đầu tháng chưa chơi là lờ mắt rồi. Ông ngoài chút. Ông ngoài chút. Chút ngoài chút đó cục. Đứng lên. Nó thấy không. Không quên không. Trơn con cá đâu. Kỳ vậy đó. Xui rồi. Cái này quá trời luôn mà guồng sao qua đó được đặt mấy cái 70 cống mà tới luôn. Sáng có bầm mấy cái dừa ra đã lắm. Tính đặt màu dừa mà. Nhờ hên có thủ sẵn bọc lúa trong cái vỏ sẵn chứ thôi là rồi luôn. Gặp này về tiện nha, nó có cái nền dưới gãy lúa vô cây xong khỏi xa xình. Rồi mày dỡ tao dỡ nhà đừng có quằn quá có dấu á. Ơi nghiêng lợn ơi ơi cái gì vậy? Bắt về bắt về. Còn cá sặc không? Trời ơi. Dính cái sạch.
Tết này mà có sạch này về kho tiêu một cái thì còn nhiều ăn. Đổ đang ngán mồi nữa. Đổ lên. Ừ. Nè, quá trời quá đất luôn. Từ từ. Sao mà bữa nay thấy hiu hiu rồi ta, mới vô chưa trơn thấy mấy cái thấy hiu hiu rồi. Chuột cống này thăm ba cái không dính. Nó khôn quá. Cái này chơi mồi lúa thử coi. Và chừa lại trong đó hai ba con gì đi cho làm mồi. Từ từ nghe, đợi nha. Đây có cái gặp chuột nè. Sập cái đi trời ơi. Thấy đường luôn. Rồi rồi. Sập rồi khơi. Vô khơi. Vô 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 cái đầu tiên vô. Có chuột ăn, có chuột ăn. Trời ơi, biết tao thèm mày lắm không? Mày biết tao thèm mày dữ lắm không chuột ơi? Cậy đi đặt chuột cống nhưng mà nó dính nè. Con chuột cơm đầu tiên. Chưa vô cái ngàm nữa. Chụp nha. Một con đầu tiên, được rồi. Có mồi ăn rồi. Đổi tay. Dạ, yeah, sáng loại lùng sớm mà. Gì đây? Có cá chết. Rồi nguyên là cá sặc nữa thì vậy. Ôi. Ê, ốc lát không này bắt không? Này để anh bắt luôn cho. Lát không. Ốc lát thì nó không có bự. Nè, cỡ bên lớn. Ốc lát này thì thịt nó ngon hơn ốc vàng nhiều. Trời ơi. Thôi, bắt ốc lát rồi ha. Vàng bắt làm cái gì? Ốc vàng không hả? Trời ơi. Má ơi ốc. Bữa thì lội ngay đây cái ốc lát nổi bày bày, bữa nay còn ốc vàng không? Hồ bắt nó cái nó trốn rồi đó. Trời ơi. Con ếch live stream hôm bữa. Hôm bữa con ếch này nó dính trong cái lời rồi nè. Mà bữa Vũ đang quay trực tiếp á. Không có bắt bỏ lại, bữa nay bắt nó về nha. Chụp được không? Chụp gì chứ nổi nãy nhảy bắt tiêu luôn chụp. Ít đầu nó lên luôn. Ít nãy dính hôm bữa rồi. Bỏ vô cái lời mình luôn á. Ây da da. Ây da, trời ơi té không nổi thôi. Cái lợi nó khổ vô gặp. Gặp nó hôi đắt mà. Coi chừng nó chui đường dưới nha. Ê ê ê ê. Nó chui cái vô. Wow, bữa này nước lớn dữ ta. Khai vô khai. Có cái gì khai. Không biết nữa, thấy trong cái lợn. Trời ơi Kha ơi. Vô vô Kha. Dữ lắm rồi Kha. Vô. Thằng whip nè. Cặp luôn. Thùng lưới đâu? Thùng lưới gì? Thùng lưới. Bỏ vô cái thùng cái đó đó. Cả kia quá trời bự. Cái dày hết biết. Ngon. Cho anh mượn cái dày này coi. Ôi. Hết hồn cái dày. Nhất luôn. Cái nhất luôn à. Con đang đực hả? Nó ăn cái hả? Biết. Không phải ăn cặp ở đâu. Ăn cặp gì kỳ vậy? Cá nè. Hải hùng. Ngon ha.
Thôi, có cá rồi, mừng rồi. Vô khúc rồi. Xong rồi khơi. Còn lại cái lỗ không mà trời. Còn lại cái lỗ. Thấy không? Mất tiêu rồi. Khỏi, à? Khỏi xuống. Nó cái lỗ đó. Rồi, mình để nó lấy rồi. Đi. Chứ. Cá thì thông không có mà lòi thì mắc lia lịa. Đặt kiểu này đây mau có ăn lắm. Đây một cái coi. Cái này cũng ngon lắm ạ. À. Nếu mà không có vấn đề gì kiếm cặp cái giày ai. Con cặp cái giày cái ăn ngon. Trời ơi con rắn. Con rắn chết ngoài đồng hôm. Trời ơi con rắn. Chết rồi Kha ơi. Hết biết con rắn bự rồi. Chết ngắt luôn trời. Cái luồng lờ này thăm ngay chân bữa nước lớn á. Chứ mà thăm nước cạn là nó cạn lờ hết trơn. Lầu hết trơn lên luôn. Trời ơi. Sao mà đặt cái lờ ở đây trời. Thấy cái dấu kỳ kỳ vậy ta. Ê ê vô rồi vô rồi vô. Vậy mà dính. Trời ơi có dấu phì nè. Nè phì lờ lên nè. Trời ơi. Má ơi cái sặc không hả. Nó giật cái lờ bung 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 mà. Nó sặc không à. Nhỏ nhỏ không à. Con này mấy này khỏi bắt đi. Ừ không mới gặp chuột rồi dính không. Ừ, để thăm cái lờ cá á. Thế là có mồi bén ăn ha. Mấy ngày Tết mà có cái giày cái đó thôi. Nó canh chua còn tiêu một cái. Rồi vô nữa khai. Nó sẵn cái lờ một cái kịch kia không biết cái gì luôn. Ừ sẵn cái kịch kia không biết cái gì nè. Trời ơi cá nhỏ khai. Cá tầm vuột. À để làm mồi. Không có lý. Cởi nó đi. Nước mới xả vô có con làm vuột cái gì. Mày đâu rồi. Đâu rồi. Hả. Đâu dở dở lại trước hả. Ở đây anh đựng con nè. Nè. Rắn hả. Rắn gì vậy. Hổ heo hả. Ghê gì. Nè vô đựng con cái giày mà nó ngủm rồi. Hôm nay sao cái giày không à. Anh đựng con hổ giày. Cái giày bự không. À tính đồ bự chứ. Hổ heo hả. Ghê vậy. Vô cái không. Chết luôn rồi. Mới chết. Rồi. Nè cầm cái gì. Chưa dở cái lờ lên hả. Chưa. Hổ heo. Ê gắn nước không nổi không. Gắn nước. Chà bá luôn. Chết chưa? Chưa. Chưa hả? Nó nằm cục đó. Ồ, dần dần cái nó không hề. Cái nước ơi. Ủa? Chết rồi. Ủa, ấy dạ. Hết hồn luôn mít. Cái nước, cái nước. Bên kia đây anh lên coi. Ồ. Biết lâu không thấy cái nước ta. Mới chết à. Ha. Lúc ngược lại á. Ừ. Thôi rồi đã. Cái nước bự ghê chết uổng à. Ê. Bự không? Bự, cái nước cái này là bự rồi. Bắt cua không? Bắt đi, bắt đem về luôn. Đem về cho nhỏ nó ăn. Cái giày vô mà. Nó mít kìa, nó mít nó phì cái bụng lên. Mày hả mày? Đúng cái vỏ, cạp cái vỏ đó. Ừ. Không. Ê. Hình như có con ginh thì phải. Dở là liếc liền gì. Trời ơi lúng gì vậy.
không thấy dùng lờ, không thấy, không thấy dấu phì vậy, không có quá ta. Má ơi, bắt không? Rồi chọn cái nữa ký hơn á, hả? Đặt luôn. Ê, như cái con gì làm bụp vậy ta, ngập luôn cái lợ luôn rồi, bụp gì nữa mà bụp. À chưa, già lúng trời trời lúng nhiều kinh nha. Ôi rồi cái sặc, bên này nước vô, bên này nước vô dính nè, chứ sao thâm lụm. Từ từ, tới ra, tới ra, tới rồi, tới rồi. Cái lời trong khe hả? Ôi nó cũng rồng rồi. Cái gì vậy ta? Mấy chùm gom ù, cái này sâu dữ ạ. Để nhổng đít đây. Đi để cho mới được cái ông đội ơi, không biết cái gì đây. Trời ơi. Nãy giờ mới được có con cá lóc. Máy dính nè. Rồi tắt luôn. Trời ơi, thấy nhổng đít tới đâu gạo không ai vậy, có con hả? Kỳ vậy ta. Vô đứng đầu gạo không mà gạo thiệt, đứng con là gạo thiệt. Con à, con là mắm mà. Bữa nay kiếm chuối kiếm cá ăn mà, mắm gì dữ vậy. Hãy hãy vô. Đục. Nó rồi, cái nào có cái nào vô sâu là dính rồi. Con quá giặt rồi. Ôi ơi. Ôi giời. Ôi giời quá giặt. Ôi ơi. Nghe cái món này khoái luôn à. Trời ơi, cá lô kia, nội ơi, tính đâu cá gì. Trời trời ơi, cá ốc bu đen kìa. Trời ơi, trời ốc bu đen bự. Hai ba con luôn. Trời trời nó bự. Khủng khiếp. Ê, nó kiếm cá bự nướng, cái này nướng là thầy còn gì nữa. Ờ, cái này vô bài hết sảy à. Rồi. Má ơi. Chuyện cách hôm á, ngạnh nó không bén. Hai con cá này nướng là thầy rồi. Con này làm như có trứng. Chập nó luôn á. Đem về nướng hết. Này, con có trứng chắc. Trứng. Cá này vừa ăn ha. Cũng được. Đó, ăn cá trứng không ăn trứng cao kiến thì chết vậy đó. Hồi ăn thử thì chết. Chết rồi mà chết, tôi ăn hoài. Dạ. Mặt ngay cống luôn. Dữ.
có ấn tượng, hàng hiếm. Ấn tượng hang ốc. Tượng này coi. Coi ăn với lại tại tại nó cùng mang ra nó cắn luôn. Nè. Đó. Cái gì vậy? Cái ru. Ai vô cái ru mày. Con mày. Mập không? Trời cũng luôn. Rồi. Dắt luôn rồi. Thấy mấy con khô này hiểu rồi. Quá trời mũi luôn. Ứng mấy con này. Cái gô nó ốm như vậy. Thả luôn đi. Chưa lâu. Thôi đâu có đầu chưa chạy nó đâu vậy. Tại nó ốm. Con này trên ruộng xuống rồi. Trời. Đục luôn. Con uống mùa hết. Trời ơi cái lóc con. Bắt luôn. Cái này thịt được rồi chứ con gì vậy. Mũi cắn. Con này nấu canh được rồi. Quá trời mũi luôn. Cái này vừa rồi. Đây một cái nè. Lấy kỳ cái coi. Rồi nó nằm ở đây thôi. Rồi thôi. Nó thấy cái lợi luôn rồi trời. Trời ơi muốn chìm luôn rồi. Có cái chai không có chai đi luôn. Trời, trời mũi. Bu ngay cái đầu không. Nó. Trời ơi. Trời ơi. Má hồn cái gô. Bắt không cho. Cái con hú bự rồi nè. Con này mà cầu cái sướng sướng luôn nè. Gỗ bự gì cắn lưới gì vậy. Bốn con. Bốn con khoan cái sướng luôn à. Bây giờ mũi gì nó cắn ngay mặt không. Một con lát bắt gì làm chả luôn. Đậu cái thui. Quá trời mũi. Chồng chồng cái hôm mà không thấy con cá gì trơn vậy. Nhổng cái đít lên hơi nè. Một là vô cá khủng. Còn hai là nó tàu xuồng ghe người ta chạy ngang á. Cá lóc thôi. Lóc nhỏ. Quá mệt. Mũi không. Ủa sao con cây trời. Cái này có hai cây à bố ơi. Dạ. Nó hai cây đó. Hai cây chứ hai cây luôn. Vậy mà dính. Còn đó cũng được ha. Đây. Hai cây cũng dính con cá vậy. Thấy hôm chồng nghi nghi. Lấy kỳ cái đàn hên nè. Vô luôn. Cưng à, cái đầu đâu rồi? Ở đây rồi. Đây coi cái hôm này, nhìn cái hôm là biết cá chạy không liền ha. Hôm này hơi đục rồi. Chắc có cái gì đó. Không dính được quá. Ơi, cái gì giật cái gì đó. Ôi thắc lát, hèn chi. Thấy nó giật có gan. Hôi quá trời ta, cái gì hôi quá trời vậy? Ủa?
mũi cắn đầu cắn mắt gì không. Thôi thì video sẽ kết thúc đây nha cô chú anh chị. Hy vọng là cái luồng này với Sinh Lung thì đầu năm tới đi thăm thì sẽ trúng bánh nha. Rồi chúc mừng năm mới của chú anh chị.